Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký cấp biển xe máy chuyên dùng. Theo đó, dự thảo điều chỉnh tăng mức phí sát hạch lái xe từ 10 đến 20% mức phí hiện hành quy định tại thông tư số 188, riêng sát hạch lý thuyết lái xe mô tô tăng 50%. Cụ thể, đối với thi sát hạch lái xe mô tô, hạng xe A1 A2, A3, A4, phí sát hạch lý thuyết sẽ là 60.000 đồng trên lần thay cho mức 40.000 đồng trên lần hiện nay. Phí sát hạch thực hành sẽ là 70.000 đồng trên lần thay cho mức 50.000 đồng trên lần hiện nay. Đối với thi sát hạch lái xe ô tô, hạng xe B1, B2, C, D, E, F, phí sát hạch lý thuyết từ 90.000 đồng trên lần tăng lên mức 100.000 đồng trên lần Phí sát hạch thực hành trong hình từ 300.000 đồng trên lần tăng lên mức 350.000 đồng trên lần. Dự thảo cũng bổ sung mức phí sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông 100.000 đồng trên lần.